Xin chào các bạn, hôm nay mình nhận của khách cái máy mà người ta xài quên mật khẩu iCloud nè các bạn. Máy này thì iPhone 6S Plus thôi. Thường thường gặp những cái máy mà khóa cho chủ sở hữu màn hình Hello á, các bạn nên thử cái SIM trước nha. Coi thử nhiều lúc cái máy mà nó nhận SIM có sóng á, rồi máy quốc tế thì mình kiếm đường mà mình bypass full SIM cho người ta luôn nha các bạn. Để mình coi thử phải máy quốc tế không đây. Wow, máy này máy lóc các bạn ơi. Máy lock tất nhiên là mình không có bypass full SIM được nha. Hiện tại thì chưa hỗ trợ bypass full SIM dành cho máy lock nha các bạn. Thì giờ là mình bypass dùng wifi thôi. Để cài những ứng dụng hay là game, chương trình xem YouTube gì đó cho mấy bé ở nhà chơi ha. Rồi giờ mình ghim vô máy tính. Tất nhiên là mình phải cài Bluetooth, iTunes đầy đủ trên máy tính mình nha. Rồi nó đã nhận đầy đủ nè. Thông số full luôn nha các bạn. Hiện tại thì Apple đã vá cái vụ mà bypass Hello á, mà Siri gốc nha, có nghĩa là mình phải là đổi số Siri gốc của cái máy mình qua cái số Siri của cái tool nào đó. Ví dụ hôm nay mình chạy lại cái tool iTunes Lock nè, thì đầu tiên là mình phải get cái file Hello. Lúc trước là mình get ok, mà hôm nay mình get là các bạn thấy không, nó nói là giống như không có được nè. Mình phải tìm cái giải pháp là đổi cái số Siri. Đổi số Siri có nghĩa là mình đổi số Siri từ cái máy mình qua số Siri của cái tool ha. Mỗi tool thì nó sẽ có một cái số Siri trên server nha các bạn. Các bạn làm tool nào thì mình đổi số Siri qua tool đó. Không phải mình lên mạng mình kiếm cái số Siri nào mà cái máy nào mà nó off không có iCloud á. Các bạn về đổi linh tinh là không có được nha. Đầu tiên mình vô chế độ Power Unit cho nó. Rồi lúc máy nó nhận chế độ Recovery á, thì các bạn vô chế độ Debug. Tất nhiên nhiều lúc anh em làm lâu á, hoặc là thợ thầy thì vô Debug nó quen tay thì không nói ha. Nhiều lúc các bạn mới làm thì các bạn vô Debug không được một lần, thì các bạn làm 2-3 lần thì được thôi. Nhịp nhẹ những cái phím cứng hợp lý là nó vô nha các bạn. Thì sau khi mà nó vô Debug á, là cái tool nó tự động nó vô chế độ Bonus. Thì lúc này thì mình đợi thôi. Các bạn nhớ là khi mình làm mình mở cái Device Manager bên góc trái lên nha, để mình coi thử driver nó thay đổi hay nó thiếu cái gì á, thì mình fix tại chỗ luôn nha các bạn. Bypass mình làm trên Windows là đa số là lỗi là hầu như là lỗi driver thôi. Mình thiếu driver hoặc là sai driver gì đó các bạn cài lại là xong rồi. Rồi các bạn đợi cho nó vô chế độ Bonus thành công á. Thì thường thường là mình boot trong disk hoặc là gì đó. Thì giờ là mình không có làm cái bước này nha. Các bạn phải chuyển qua chế độ màn màu nè, để mình đổi số Siri á. Trên tool nó có luôn này các bạn. Giờ chủ yếu mình đổi số Siri gốc của cái máy qua số Siri theo cái tool đó. Các bạn để ý driver nhận đầy đủ thì mình bấm boot bubble. Rồi các bạn đợi cho nó tải file hay gì á, là nó đưa cái máy mình về chế độ màn hình màu. Nói chung về màn hình màu thì có nhiều con nó màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì kệ nó các bạn. Có nhiều con ví dụ 6S Plus nè, nhiều lúc nó rất là kén lên màn hình màu ha. Là có khi màn hình đen thui à, nó báo là về màn hình màu thành công nè. Đối với những cái dòng mà chip A9 á, thì mình phải cần một cái cáp DCSD nha. Mình đổi cái số Siri nha các bạn. Cái cáp này là DCSD Magico. Các bạn lên mạng các bạn tìm là có khá là nhiều ha. Đây là trên tool nói nè. Những cái dòng mà chip A9 á, là phải sử dụng cáp DCSD để mình đổi số Siri. Còn từ iPhone 7 đến iPhone X á, là mình không có cần ha. Thì nói chung cái này là do cái dòng chip của cái máy thôi, chứ không phải là máy cần đổi, cần cáp hoặc là không cần cáp nha các bạn. Giờ là cái máy nó đang ở chế độ màn hình màu nè, mình chuyển qua cái cáp DCSD. Nhiều lúc các bạn nó ủa màu đâu, màu điện thua mà màu gì. Tùy máy các bạn, dòng 6S Plus nó nhiều con thì nó lên màu, nhiều con nó điện thua như vậy. Nhưng mà kệ nó đi, các bạn đừng có quan tâm. Để mình ghim cái cáp DCSD vô, mình về mà mình đổi số Siri coi thử được hay không là mình biết liền ha. Ghim vô nè, cái bọt nó nhận nè. Rồi giờ mình read data. Mình chọn cái cổng trước ha, các bạn chọn cổng trước nè. Rồi bên này nó có phần read data nè, rồi các bạn đọc thông số của cái máy. Rồi lỗi rồi anh em ơi. Lỗi gì data? Để thử lại một lần nữa coi. Rồi lỗi load data. Thường thường lỗi load data là vệ sinh cái chui sạc nha các bạn. Nhiều khi cái cáp này lâu lâu mình mới làm á, có khi 10 năm mình mới làm lần á. Rồi sau khi mà mình vệ sinh xong á, mình ghim lại, mình thử read lại một lần coi, hình hên nó được nha các bạn. Chọn lại cổng nè,
rồi rít nè, rồi ngon lành luôn anh em ơi. Rồi lượm luôn, vậy là nó đọc thành công nha. Rồi khi đây mình đổi số series thì mình tập trung mình đổi số series thôi. Các bạn đừng có tích vô mấy cái ô thông số Bluetooth hay là gì đó nha, linh tinh là làm nó mệt lắm nha các bạn. Số series thì các bạn copy paste vô đây thôi, tích vô cái ô write á, các bạn viết đó. Khi viết thành công á thì các bạn nên read lại một lần nữa nha, để coi thử nó đã đổi thành công chưa. Rồi mình khởi động máy lại, tại vì mình đổi cái bước này thì nó cũng hơi khó khăn á, mình làm kỹ với nhiều lúc nó lỗi gì làm lại nó cũng mất khá là nhiều thời gian các bạn ha. Rồi các bạn chờ nó khởi động lên. Khi khởi động lên á thì mình chuyển qua lại cái cáp cáp thường của iPhone á, mình bypass thôi. Rồi khi nào mà Apple nó fix về số series gốc á, bình thường như lúc trước á, thì các bạn đổi lại số series gốc, các bạn bypass bình thường nha. Giờ trước mắt thì hãng người ta fix rồi thì mình bypass có máy mình xài, chứ mình để không những cái máy lóc này cũng không ăn uống được gì các bạn ạ. Thường thường đổi số series á, là máy nó sẽ báo là không thể kích hoạt là hợp lý nha, cái này các bạn đừng có thắc mắc ha. Số series chuẩn của máy hoặc là số email thì nó mới là báo khóa chủ sở hữu. Thì giờ mình làm như cũ thôi. Đầu tiên mình tiếp tục get file nè, rồi nó kêu là các bạn có muốn đưa cái máy về chế độ recovery không, các bạn bấm yes luôn là nó vô lại chế độ recovery. Rồi tiếp tục mình vô lại bonus rồi đem đít rồi ba bát hello là xong nha các bạn. Hiện tại cái tool này thì admin cũng có thu một ít phí nha các bạn. Các bạn làm thì cần thì liên hệ với mình, nói chung cũng không có đáng kể đâu. Cái này chủ yếu là để duy trì server thôi các bạn. Tool này thì các bạn ba bát hello hầu như là giữ lại bát pen luôn nha. Mình test thì mình thấy khá là ngon ha, không có hao pin, các bạn xài phà phà luôn á. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.